Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả năm ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi ban hội sau khoảng hơn 5 đến 6 ngày thì cũng gom được 10 lẻ 3 bí kíp như thường lệ. Thì đây là tuần thứ hai mở 10 lẻ 3 bí kíp cho ban, cũng như là hỗ trợ anh em trong ban lên 12x. Nếu như có những bí kíp nào hiếm thì sẽ bán rẻ cho anh em một phần hai giá bên ngoài nha. Ví dụ như cuốn Vô Long Kích bên ngoài bán 12 kim, thì nếu ban mở ra thì ban sẽ hỗ trợ lại cho anh em khoảng 6 kim hoặc 5 kim nha, đó anh em lên 12x nha. Tại vì tầm này skin 12x rất là cần này, mà những phái như là Thiên Nhẫn này, Gió Đang Lọn này, rồi Nghe Mi này nọ thì rất là cần này đó. Ok, bây giờ Khải sẽ mở lại bài kiếp thử được gì nha nam. Rồi chúng ta cùng khui, và anh em đừng xe quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nha nam. Khui mùi cuốn một lần, hãy khui mùi cuốn nha nam. Gì đây, Tụ Tiễn Bảo Vũ này. Bảo Vũ thì cái này không phải dạng hiếm, cái này không phải dạng chung chung. Hello này mới vô nha, hello tướng nhỏ em ơi. Tiếp tục này, Ngũ Độc Chưởng, Ngũ Độc Chưởng dạng bình thường, server ít ngũ độc nên là mấy cuốn này có hiếm thì cũng không ai chơi nè mà. Thiếu Lâm Côn Pháp à, hàng hiếm nè, hàng hiếm nè đó. Thiếu Lâm Côn Pháp nè, hàng hiếm cho anh em lên 12x nè đó. Tiếp Ngạo Tiết Tiệp Phong, cái này có long đao thì thường nè mà. Người phong thực Ngạo Tiết Tiệp Phong có long đao cũng khá là ngon, tầm 15 mơ là chơi ok rồi. Quân Lê rồi, tương đương giống như con đường môn Khải sơ sơ đó, là tầm đó. Tiếp tục Thái Cực Kiếm Phổ mà này cũng hàng hiếm nè, hai cũng hiếm nha nam, hai cũng hiếm nè. Giờ đang là 120 nè. Rồi Thiếu Lâm Cung Pháp, Thiếu Lâm đỡ Thiếu Lâm là 120. Tiếp tục nè, hàng hiếm nữa. Rồi tiền về cho ban đậu ngon anh em, ba cuốn anh em ơi, tiền về cho ban qua Long Kích rồi, tiền về cho ban anh em đó. Trời ơi ngon quá. Tiếp tục ba cũng hiếm rồi. Cửu Cung, Cửu Cung thì cũng tầm trung không hiếm lắm. Cửu Cung thì tầm trung, đường môn server tầm này cũng lên hết 12x rồi. Tiếp tục một bộ đường môn luôn, ngon. Bảo Vũ Cửu Cung giúp không, một bộ đường môn cho anh em lên 12x. Hạt Sơn Hà, một bộ đường môn nha anh em, Nhiếp Hồn ngon này, bán cái bộ luôn cho bạn có lương ấy. Rồi tiếp tục Lưu Tinh Đao Pháp, Lưu Tinh Đao Pháp là thành một bộ Thiên Nhẫn luôn. Thiếu Thiên Nhẫn Bùa, Thiên Nhẫn Bùa thì rẻ nè, Thiên Nhẫn Bùa một kim đầy. Ui tên 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 hai cuốn vang lên được hai Thiên Nhẫn Loạn nữa nè em ơi. Rồi ngon ngon ngon, rồi chúc mừng ban mà lên được hai Thiên Nhẫn Loạn nha em ơi, hai cuốn vào Long Kích quá đẹp. Trời ơi tuyệt vời. Thiên Nhẫn này lên mà. Thiên Nhẫn lên vòng Long Kích đỡ lên loạn cho ban em. Rồi ok ngon ngon, còn tét Thiên Nhẫn mới lên có chứ, đang chờ bí kíp nè. Ngon Thiếu Lâm Côn giờ đang kiếm quá đẹp. Hồ Em Bí Tịch à, đến tiền thì có em ơi. Rồi ok em ơi, nhớ là ok rồi đấy. Rồi và đăng kiếm này anh hùng cục tây này, vì hỗ trợ vào đăng kiếm anh hùng cục tây hai kim thành đô đông anh hùng cục tây ơi, cũng hiếm rồi nè. Thiếu Lâm Côn anh em nào mua anh em ơi, hỗ trợ lên 120 luôn. À, anh tìm em cái cấp 2 cấp 3 đúng không, anh nhớ là có. Rồi có luôn em ơi, anh dành cho nè, về Tương Dương bán ngựa đi, anh cho em một cái cấp 2 một cái cấp 3 này. Rồi Tương Dương bán ngựa em ơi, đó anh hùng cục tây này. Rồi bán cho anh hùng cục tây được hai kim, có tiền phát lương cho ban tuần này nữa nha anh em. Đó cuốn bí kíp kiếm rồi, gửi vô cái quỹ lương à. Đó thu được một cuốn bí kíp kiếm nha anh em, bán hai kim nha. Rồi thu này, ngày này 7 tháng 7 này, bí kíp võ đang kiếm hai kim đó. Rồi ngon lành cành đào. Anh em nào mua bí kíp nào nữa, anh em một bộ đường môn luôn nè anh em ơi, một bộ đường môn đã lên 120, cũng như là bí kíp 120 chân hà 2 này anh em, một bộ đường môn nha anh em ơi, bán rẻ cho anh em trong bang lên 120 luôn, một bộ đường môn anh em ơi. Đọc trưởng lại con lùng đao thì thừa quá thừa à, hàng dư. Một bộ đường môn
Anh Hùng Quận Tây là lên 120 đúng không? Anh Hùng Quận Tây mua được lên 120 hả? Đúng rồi, số anh có nói rồi, có người đặt hàng hết rồi mà, Văn Long Kích người đặt hàng hết rồi mà. Đặt hàng có cho bàn nữa, có tiền phát lương rồi. Đó, một bộ đồng môn anh em ơi. Rồi, quá đẹp luôn. Hôm nay mở mấy cuốn mấy kiếm này cũng có tiền phát lương cho anh em rồi. Rồi ok anh em ơi. À, phải rồi thì mở khá là ok anh em ơi. Và không gì hơn. À, kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khải video này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ở lần mở cuốn 10 cuốn mấy kiếm này khá là thành công anh em ơi. Hai cuốn Văn Long Kích thì bàn sẽ lên được hai thiên nhẫn lọn nha anh em. Hiện tại ban mình chỉ có mới có 3 con thiên nhẫn lọn thôi nè. Mà người thì thích thì on này on kia, nói chung là on không đều nè. Nên bây giờ mà đỡ tổng thở thêm được 2 con nữa thì chắc chắn cái hướng lọn của ban sẽ đẩy cao lên một tí, thì đánh sẽ giao tranh sẽ tốt hơn nè. Rồi, cuốn con pháp thì dành cho anh em là thứ 5 chưa có 120, hoặc là Sơn Hà 2 thì có thể mua về ép. Cũng hiếm rồi nè. Rồi, vừa bán được cuốn giỏ đang nhân kiếm thì được 2 kim rồi có tiền phát lương. Ok. Rồi. Anh em đang xem đừng quên đó là một like share ủng hộ chơi anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lên kênh anh em nào mà xem rồi thì nhớ để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video chơi nha.